Chào các bác nhá. Đây hôm nay lại sơn cái bể đây. Rồi bắn bóng xong các bác này. Đó, không biết làm trên video các bác nhìn màu nào đây. Đó, đây các bác nhá. Giờ mình bắn bóng xong, các bác nhìn thấy bóng không ạ? Đó. Đây. Và cái bể này là kích thước 1m2, rộng 80 các bác nhá, phủ bì nhá. Cao 70 phân nhá. Đó. Và đây là bốn con rùa của chân đây nhá. Đó. Đây các bác nhá. Đấy bốn quy đây. Đấy. Và đây là mặt đốc các bác nhá. Đó. Và hoa văn thì rất là ok rồi, sắc nét rồi. Đó. Chân thì lá tây các bác nhá. Đây. Cảnh bên này là mai các bác nhá, tùng cúc trúc mai đấy. Đấy đấy, hình thức là nó như vậy. Đây các bác nhá, quay chi tiết cho các bác xem đây. Đó. Đây. Đó. Và em sơn lên màu đá xanh nhá. Đá hơi xanh xanh và làm vân đá xước nhá. Đó. Thì các bác nhìn nó không biết là các bác nhìn ở trong video nó sao, nhưng mà ngoài này là nhìn là khá là ok đấy các bác. Đây. Đó. À, và đây là miệng đây. Đấy, giờ mới bắn bóng xong đây các bác này. Đó. Bây giờ nó bị lóa nhỉ. Đó, đây các bác này. Đó, em lấy lên. Đó. Đây là miệng nhá. Vừa mới đây, tất cả là giờ mới bắn bóng xong đây. Đó. Và nó như cái bể này các bác nhá. Đó. Nó như cái bể này và hai cái bể này là một các bác nhá. Đó, nếu bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em để có giá yêu thương nhá. Rồi, cảm ơn các bác rất nhiều.